Cô chào tất cả các em. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài luyện tập trang 159 sách giáo khoa. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em ôn lại cách trừ nhẩm các số tròn, chục, nghìn, biết trừ các số có đến 5 chữ số và giải bài toán có phép tính trừ. Giờ cô và các em sẽ cùng nhau thực hành luyện tập. Như vậy, bài tập 1 yêu cầu các em làm tính nhẩm với các số tròn, chục. Vậy trước tiên chúng ta sẽ nhẩm như thế nào? Ta sẽ nhẩm 90.000 trừ 50.000 thành 90.000 trừ 50.000. Vậy ta chỉ việc lấy 9 trừ 5 bằng 4. Như vậy 90.000 trừ 50.000 bằng 40.000. Và lúc này các em sẽ viết thành số 40.000 như thế này. Giờ chúng ta sẽ vận dụng để thực hiện. 60.000 trừ 30.000 bằng 30.000. 100.000 trừ 40.000, các em lấy 1 cái 10 trừ 4 bằng 6, vậy là bằng 60.000. Tương tự các bạn sẽ có được kết quả giống như ở trên bảng. Bài tập 2 đặc tính rồi tính. Các em thực hiện đặc tính số bị trừ, các em viết xuống. Các em viết số trừ sao cho là các hàng thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Các em viết dấu trừ và dấu gạch ngang ở bên dưới rồi để thực hiện tìm hiểu. Các em trừ từ trái sang phải, từ hàng đơn vị. Nếu như 1 trừ 5 không được thì các em mượn 1 thành 11 trừ 5 bằng 6, các em viết 6. Trả 1 xuống số trừ, 4 cộng 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. 9 trừ cho 2 bằng 7, 1 trừ 5 không được các em thực hiện giống như bước lúc nãy. Chúng ta được kết quả là 6, 8 trừ 5 bằng 3. Tương tự bài bên cạnh chúng ta cũng có kết quả. Nhờ trên bảng là 11.345. Bài B các em cũng thực hiện giống như thế. Bài 65.900 trừ 245, các em lưu ý chúng ta đặt sao cho các số phải được thẳng cột với nhau, từng hàng là phải thẳng cột với nhau, hàng đơn vị thẳng cột, hàng trăm thẳng cột, hàng chục thẳng cột, hàng trăm thẳng cột. Không có hàng nghìn và hàng chục nghìn thì chúng ta để trống ở đây. Lát nữa không có trừ thì các em hạ nguyên xuống, vậy chúng ta sẽ trừ được kết quả là 65.655. Bài tập 3, một trại nuôi ong sản xuất được 23.560 lít mật ong và đã bán được 21.800 lít mật ong. Ở trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong? Vậy đây là một bài toán rất đơn giản, tìm lượng mật ong còn lại. Vậy để tìm lượng mật ong còn lại thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Các em thực hiện trừ số có 5 chữ số với nhau, chúng ta tìm được kết quả là 1.760 lít mật ong. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ 1 đến 3 trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong trang 72. Bài 145 luyện tập. Bài tập 1. 1. Tính nhẩm. Các em kết quả nước học sinh làm bài để thực hiện tính nhẩm. Các em chỉ tiến hành trừ ở số là hàng chục nghìn, 8 trừ 5 bằng 3, 80.000 trừ 50.000 bằng 30.000. Tương tự như vậy, các em hãy tự thực hiện những bài làm còn lại. 100.000 trừ 30.000 bằng 70.000. Bài tập 2. 2. Đặt tính rồi tính. Các em kết quả học sinh làm bài để thực hiện đặt tính rồi tính trong bài tập 2. Các em đặt tính sao cho các số thẳng hàng với nhau. Trừ cho 25.819. Các em viết sao cho các số cùng hàng thẳng cộng với nhau. Sau đó các em thực hiện trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng chục nghìn, hàng nghìn rồi đến hàng chục nghìn. Với trường hợp các số, số bị trừ nhỏ hơn số trừ thì các em mượn 1 ở hàng kế tiếp và trả 1 lại. 7 trừ 9 không được, các em mượn 1 thành 17 trừ 9. 17 trừ 9 bằng 8, viết 8. Trả 1 vào hàng số trừ kế tiếp, 1 với 1 thành 2. 4 trừ 2 bằng 2, các em viết 2. 9 trừ 8 bằng 1, các em viết 1. 2 trừ 5 không được, các em mượn 1 thành 12 trừ 5. 12 trừ 5 bằng 7, viết 7. Trả 1 vào 2 thành 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Tương tự các em hãy thực hiện
trừ những bài còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Một công ty thu được 32.650 kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được 20.000 kg, lần sau bán 12.600 kg. Hỏi, công ty đó còn lại bao nhiêu kg cà phê? Để thực hiện giải bài toán, các em kết bạn với học sinh để làm bài. Như vậy bài này chúng ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất, chúng ta sẽ tìm số kg cà phê còn lại sau lần bán thứ nhất. Rồi sau đó các em lấy lượng bán lần thứ nhất trừ tiếp cho lượng bán lần thứ hai. Các em sẽ tìm được lượng còn lại. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các em tìm tổng lượng cà phê bán trong hai lần. Rồi sau đó các em lấy lượng ban đầu trừ lượng đã bán thì các em sẽ tìm được lượng còn lại. Vậy với cách hướng dẫn trên, cô sẽ thực hiện cho các em một cách và các em sẽ tự dùng sử dụng phần mềm Facebook để thực hiện cách còn lại. Đầu tiên chúng ta tìm lượng cà phê của cả hai lần bán bằng cách lấy 20.000 cộng với 12.600 bằng 32.600. Sau đó tìm lượng cà phê còn lại bằng cách lấy lượng ban đầu trừ lượng đã bán. Lượng ban đầu là 32.650 trừ lượng đã bán là 32.600. Vậy cô sẽ tìm được lượng cà phê còn lại là 50 kg. Đáp số là 50 kg. Tương tự các em sẽ thực hiện làm cách 1. Sau khi làm bài xong, các em hãy đối chiếu nếu ở hai kết quả trong cách 1 và cách 2 giống nhau, nghĩa là các em đã thực hiện đúng ở cả hai cách giải. Sau khi làm bài, các em hãy kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Số muốn bạn đổi một tờ giấy bạc 100.000 đồng thành các tờ giấy bạc 50.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng. Tờ 100.000 đồng có thể đổi được bao nhiêu tờ 50, bao nhiêu tờ 20.000 và bao nhiêu tờ 10.000 đồng? Hoặc có thể đổi được bao nhiêu tờ 50.000 đồng, bao nhiêu tờ 20.000 đồng và bao nhiêu tờ 10.000 đồng? Cùng với các em cách vừa nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài. Như vậy nếu ta đặt ở đây là một tờ 50.000 thì chúng ta còn lại 50.000 chia đều cho 20.000 và 10.000. Thì chúng ta có là 2 tờ 20.000 và 1 tờ 10.000. Nếu trường hợp chúng ta đổi được 1 tờ 50.000, các em không để ở đây 22 tờ 50.000 vì nếu 2 tờ 50.000 là bằng 100.000 đồng thì những tờ còn lại sẽ không có mệnh giá nào hết. Giờ chúng ta sẽ đổi với mệnh giá 20.000, bây giờ chúng ta chỉ đổi là 1 tờ thôi, thì tờ 10.000 đồng chúng ta sẽ còn lại là 30.000. Sau khi làm bài xong, các em kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ bài 1 đến bài 4. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để hoàn thành tất cả những phần bài tập còn lại. Cô chúc các em thực hiện tốt phần bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm Facebook để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Và tiếp tục ôn cách trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, ôn cách trừ các số có lý 5 chữ số và giải bài toán có phép tính trừ. Cô chào tất cả các em.